Hi, ok, mình là sau đây, mình sẽ chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, mấy ngày hôm nay rồi mình không được gặp các bạn, mình rất ghét các bạn luôn á. Thì như ngày hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Đó, Bim Bim mình đang đứng ở phía sau hàng rào các bạn. Hiện tại là mình mới vừa đi học về luôn các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình cũng khá là thèm gà đó các bạn. Cho nên là tan học xong mình có mua 4 cái đùi gà luôn. Nhưng mà hả, Bim Bim cực kỳ ghét cái món này các bạn ơi. Thì cái hồi trước giờ các bạn mình thường là mua đồ gà về mình toàn là nướng không à. Duy nhất là chỉ có một lần hấp thì phải đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm món đùi gà chiên chấm muối ớt siêu cay các bạn đó. Để coi thử coi đùi gà chiên chấm muối ớt siêu cay nó ăn nó sẽ như thế nào các bạn đó. Giờ mình phải đi lén Bim Bim thôi các bạn ơi, kiểu không thì nó sẽ giận mình nữa đây. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với lại Bim Bim nha. Và bây giờ mình với lại Bim Bim, ủa là mình sẽ đi bắt tay vào làm thôi. Let's go. Thì các bạn ơi, mình đã ra tới cái buổi chiếu ngày nào của mình rồi nè. Giờ nắng quá cho nên là mình phải bận cái áo khoác này nè các bạn. Cáo ra này bật mí các bạn nha. Rồi mình bận hồi từ lớp 1 tới giờ các bạn. Đó, hồi đó là dài tay, giờ nó ngắn tay luôn các bạn. Đó, nó ngắn theo 5 tháng thôi. Bây giờ mình sẽ đi bắt lửa lên và chuẩn bị chiên cái đùi gà thôi. Ai, lửa của mình đã cháy, giờ mình sẽ bắt cái chảo lên đi các bạn. Dầu của mình nó đã sôi các bạn ơi, giờ mình sẽ cho mấy cái đùi gà của mình vào chiên nha. Ý dạ, nóng quá. Các bạn ơi, thì đùi gà của mình chiên giờ nó cũng đã vàng nè các bạn. Giờ mình sẽ vớt ra nha. Giờ mình sẽ vớt nó ra thôi. Dạ rồi. Đây một cái. Hay, và cuối cùng mình cũng đã chiên đùi gà đó, đã thành công rồi đấy các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ dọn lên bàn và chuẩn bị thưởng thức thay. Thì ok các bạn ơi, thì đây là cái món đùi gà chiên của mình đã hoàn thành rồi nha. Còn đây Bim Bim thứ của chúng ta đã xuất hiện rồi. Thì khá là lâu rồi mình không cho Bim Bim bận đầm bận váy các bạn. Ngày hôm nay mình đi học mình mua được cho Bim Bim một cái váy nè. Tan 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 tan. Được cái váy màu vàng luôn các bạn ơi. Đó xin xin không em em. Đó, quá xin xin. Bây giờ mình sẽ bận vô cho Bim Bim nha các bạn. Mình biết rằng ngày hôm nay Bim Bim rất là thích thú luôn. Bây giờ bà đứng coi kìa. Mặt chuyển chạy không? Đó, tôi sẽ bận đồ vô cho chị. Chị đứng yên coi. Đó, ừ. Đâu ta? Mấy nữa là sổ lộn vô cái tay áo rồi các bạn. Trời ơi, cái vòng eo của chị quá trời quá đất rồi. Quá trời quá đất rồi. Vòng eo của chị tới 5cm. Nó bận giết mình hả? Nó chặt cứng luôn rồi nè. Chị làm gì mà chị ngẩng cao đầu dữ vậy? Quýnh mặt chị à? Chị đều đều không? Trời ơi, bữa nay bận váy chứ bả. Cái mặt bả chỉnh chó kìa. Bả nghinh lên kìa, thấy không? Đó, xin xin chưa? Quá xin xin luôn, Bim Bim ơi. Đó. Ôi, chung chung quá đi họ. Thì ngày hôm nay mình làm cái món này á, thì mình lấy cái váy này để mình mua chuột Bim Bim mấy bạn. Để nó khỏi quýnh mình nha. Tại vì ăn cái món gà đó các bạn. Thịt gà là dòng họ xa của Bim Bim đó, cho nên nó cực kỳ ghét luôn. Ta nói ha, bữa nay con thì cà tím, còn con thì hả, màu này màu gì đây? Con Lê Kim Ma.
Ghê không? Trời ơi, cưng cưng quá chị Hà ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Nó xin xin rồi đó, đứng yên đi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái đùi gà nào cho nó hấp dẫn đi Bim Bim. Hòa cái này đi ha Bim Bim ha. Cái này nè các bạn, rất là vàng luôn nè, vàng ươm luôn nè. Còn đây là mức chén nước chấm siêu cay nè. Nhìn thấy thôi là cũng tê, cay tê tái rồi ha. Giờ sẽ chấm một miếng nước chấm. Này nó cực kỳ cay luôn các bạn. Nhưng mà mình phải làm thật là nhiều ớt cho nhìn nó hấp dẫn. Chưa ăn nữa mà nước miếng nó tuôn trào rồi. Đây xin mời Bim Bim ở lộn. Đây xin mời các bạn nha. Wow. Ngon quá Bim Bim ơi. Ngon quá Bim Bim. Nguyên về mặt chị. Công nhận phê thiệt. Chấm một miếng nước chấm ha, nó kẹo kẹo rồi các bạn, nó sệt sệt ha, mặn mặn chua chua cay cay ha. Ăn miếng salad vô. Ngon quá Bim Bim ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Ê. Không có ăn được đâu. Bữa nay quên lo mua đậm cho nó mà quên mua tánh cho nó các bạn ơi. Quên mua xúc xích cho Bim Bim rồi. Ai cho ăn? Ai cho chị ăn hả? Bán cấp salad của mình các bạn. Ai cho? Ơi. Tới lúc cho thì không ăn đâu. Lúc cho không cho thì giật nha. Nó làm giả giọng mẹ thiên lý nữa đó. Thì ghét không? Tôi thiếu địa thung quánh cho các bạn mặt vậy nè. Ăn đi. Rồi nhấp nhấp tưởng cái rồi thôi hả? Nè. Thôi tôi để thôi cho mày luôn đó. Mứt xiên nó nằm dưới mình các bạn ơi. Nó chờ xương. Quá tuyệt vời. Mình chiên cái này mình không có ướp cái gì hết trơn các bạn ơi. Nhưng mà nó cũng thịt nó rất là ngọt luôn. Dưa leo chấm. Chấm cho nó sâu sâu hết. Chị đừng có dành ăn của tôi đó nha. Mời các bạn nha. Thôi để mình ăn cho. Thịt nó ngọt á, mà nó béo hả? Da thì giòn giòn. Thơm chứ. Này mà làm cơm gà xối mỡ là cực kỳ ngon. Mà mình thấy cơm gà xối mỡ các bạn, thịt gà mình thấy nó cũng chiên giống y chang vậy thôi mà. Chứ đâu có khác gì đâu ha Bim Bim ha. Trời ơi, bả buồn ngủ các bạn ơi. Bả ngủ gục. Ăn Bim Bim. Cho cắm xì lách nè. Ăn đi. Đó. Thấy không? Mày phái lắm mà. Nè. Cái mặt chị em trẻ thấy ghét không? Nè. Bữa nay bà bạc đập, bạc đầm cái chị mặt ra mặt mình nghe ngang. Thấy ghét. Nó sẽ cho cái cục xương này cho bác sĩ ở dưới nha bạn. Bác sĩ gì? Các bạn nghe tiếng gấp gấp ăn đùi gà của bác sĩ không? À không, ăn xương của bác sĩ. Cay quá các bạn ơi, giờ mình sẽ cho Bim Bim uống nước nha. Tại nó cay. Bim Bim, mày uống nước giùm tao đi. Mày uống nước đi. Đã chưa? Rồi trời ơi, bả mò luôn rồi các bạn ơi. Thôi. Mỗi lần mày uống nước là mày vậy không à. Uống sức nha. Nè, ăn xì lách đi. Nè. Hay ghét chảnh chó. Thôi bây giờ mình sẽ quất thêm cái đùi nữa các bạn. Chị né tôi ra nha. Chị đứng xa tôi ra nha. Cái da gà là các bạn vàng tươi. Rồi có cái gì vậy? Gà này gà thả vườn các bạn, cho nên nó dai và nó ngon hơn cái gà công nghiệp. Hôm nay mình ăn không bị ngán các bạn. Còn gà công nghiệp lắm thì cái thịt nó rất là mềm luôn. Thịt nó dai rồi đúng không? Cực ngon hả? Giờ mình sẽ lấy miếng salad nè. Đó, bỏ lên. Cuộn. Xong chúng ta sẽ chấm thêm một lần nữa. Đây,
xin mời các bạn nha, thả miệng ra đi nào. Thôi để mình cho. Chơi một nạm rồi giờ nuốt không nổi. Làm gì chị thở thở hì hì như con heo nọc vậy? Nó thở hù 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 như cái con heo vậy đó. Nói rồi. Làm gì thở dưới chanh nội. Hôm nào tôi phải dẫn chị đi chạy bộ mới được. Chị ăn riết rồi chị mập thay rồi, với nhà ấy hả, chị lên ký rồi hả, giờ chị thở không nổi. Chị đều muốn lên tăng sông máu với chị vậy hả? Quá xá phê. Mình thấy gà chiên như vậy còn ngon hơn gà KFC các bạn. Gà KFC nó chỉ được cái vỏ ngoài thôi à. Nhưng mà chiên kiểu đó nó rất cực kỳ thấm dầu các bạn. Ê, tôi đá chị một cái ha. Rớt cái mỏ gì ra luôn á nha. Mình đang ăn mà nó chuẩn bị chảy chuốt các bạn. Mình không cản mà không chửi nó là nó làm rồi. Ha, nó nhép nhép nó chửi rồi thấy không? Quá hấp dẫn. Nè, bé xem. No nê phủ phê luôn các bạn ơi. Quá xá đã luôn. Lâu lâu quất một bữa, hoành tráng lạng một bữa. Thì chắc mình với lại Bim Bim xin kết thúc clip tại đây luôn các bạn. Da thịt gà với nước găng. Thì nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, hãy để lại một like và những phần nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với lại Bim Bim nha. Và bây giờ hai đứa mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you guys.